chỉ da em phải là lỗ chân lông to quá không chị? Đi rỗ này, lỗ chân lông to, rỗ thâm. Em làm nhiều đây chị. Chắc là em làm xích lên thêm chưa? Đó đúng rồi. Thế mà điều trị thì bao lâu vậy? Điều trị được không? Em muốn chị rỗ luôn hay sao? Hay là em chỉ muốn điều trị lỗ chân lông với thâm với lại mụn thôi? Lấy chân lông trước á. Lỗ chân lông với thâm hả? Dạ. Có tháng? Một tháng. Là ngày nào phải lên đây làm hả chị sao chị? 4 ngày qua đây lần. Muốn nhanh một tháng, còn không tháng rưỡi. Vậy là nhanh rồi á. Em sao á? Em ở đâu lận? Bình Dương. Nếu tuần đi lần này được. Tuần đi lần này tháng rưỡi. Mụn chân nó sâu ghê. Không lấy hết chân về sưng. Sưng lên mũ á. Xong rồi chúng đi về.
sau thôi về rồi cho xem. Thank you.
ấy lá ủ tề mấy cái nốt ngáy giùm chị vậy. Chị Trang á làm mụn mụn thịt. Không, Trang anh vô. Sáng. Mấy cái mà sâu sâu là do lâu không nặng hay do gì? Cứ để dao em nó vậy. Bây giờ nó bị rỗ nè. Dạ. Mấy người á, đụng chỉ cần ảnh lên nó dễ lấy mụn mà. Cho nên thăm nó sẽ thăm, nó để lại thăm sâu. Mấy cứ ngắt bự bự cho bám. Thấy chị. Ngủ cứ ngắt à. Tôi hỏi tới nha. Cái da của em chị đổ chân lông thì nói chị là kiểu đỡ đỡ thôi chứ đâu có được như người ta đâu không gì. Đúng rồi. Nó bự, cục mụn nó bự mà nó cứng. Rồi xong. Xong rồi. Con cầm những cha lại cho nó là xong. Cái gì? Nó gì chị? À, có bị sót cái nước nào không hả? Dạ. Bây giờ chị muốn biết cái mặt chỗ này là cái nào là mụn, cái nào là mụn luôn. Nên chị bắn luôn hơn, mụn rồi nha. Mụn thịt thôi. Bắn luôn không thế? Ừ. Mụn thịt chứ, mụn rồi chị bắn con thủy mà, tự nhiên cái bắn sao được. Là sao cơ? Ấy là mụn rồi, chị bắn mụn thịt thôi. Chứ chị không bắn mụn rồi hả? Ấy chị muốn bắn mụn rồi không? Chị có muốn bắn mụn rồi không? Mấy cái này nè, chị có mũi cái này, cái này là chị không bắn rồi. Cái chim mũi, cái chim mày là chị không bắn rồi. Còn mấy cái này ngày xưa chị không có. Có phong thủy gì đâu. Hồi xưa chị đâu có cái đó đâu. Ghê chỗ đó nè. Dạ. Cái mụn này ngày xưa chị không có, mụn này ngày xưa chị không có. Nó mới xuất hiện hả chị? Nó mới xuất hiện cách đây
3 năm. Vậy là chuẩn bị gặp phong thủy tốt rồi đó. Thời đến đỡ không kịp luôn á. Là không bắn nữa hay sao? Em đâu có biết. Không, hôm trước, đợt trước chị đi 109 ở Bắc Tơ, chị bắn rồi á, mà bắn nó không hết á. Bắn nó lại đen hơn á. Vậy hả? Ừ, đợt trước chị bắn. Đâu một lên sao để em coi thôi. Tại em chút đi. Bắn đó nó lấy chịu nhiều nhiều hờ nhiều nó chị. Ấy là như đó nó lấy chị nhiều nó. Chị đâu có biết không? Chị bây giờ chị hỏi giá tiền là bao nhiêu tiền á. À hả? Ờ. Là như nào chị không biết không? Chị cứ vô cái đưa cái mặt nó chấm cái mặt cái. Cái nó chấm quanh vậy đó xong cái tới lúc nó bắn xong nó ra nó lấy 500. Ở bên viện 109 Bắc Tơ á. Dạ. Bắn mấy nốt chị? Đây này chị đưa cái mặt em coi lúc chị bắn mình cái mua nốt này. Đây nè. Đây là cái mấy cái này chị đông người chứ chị đâu có. Đây cái này. À. Cùng mấy nó nè. Bắt đầu. 7 2 4 6 9 9 nốt bên này chị nữa nè. Bên này là 9 nốt đó. Đây là mấy cái này chị đâu có, hồi trước chị đâu có một cùi chỗ này đâu, bắn mà nó không hết á. Mấy cái nốt chỗ đó là bắn không hết á. Thôi này để lại cho em nha. Hả? Không em đang nói bạn nè. Để lại hối hận nha. Cái tăm bông á, chấm cho nó dễ. Đây là bụng ngơ dạo á chị. Ủa vậy hả? Bụng ao phá bụng tâm tâm. Ok.